Bạn tên gì bạn ơi? Tên Vinh Anh.
Bạn nhìn thấy cái dây mà cắm vô cái ổ cứng không? Cái này hả Từ từ, anh? bạn quay vô để mình nhìn thấy nó.
Rồi bây giờ bạn ấn F10 đi. Rồi chọn OK nhé. À, để cho nó khởi động và xem nó có vào được Windows không. Giống bị lỗi anh. Nếu mà nó bị như này rồi á, bây giờ chỉ còn một cách nữa là bạn phải cài lại Windows thôi. Bởi vì bạn biết sao không? Từ lúc nãy giờ cái việc mà từ lúc nãy giờ mình làm á, là mình muốn kiểm tra xem cái ổ cứng của bạn nó còn OK hay không. Còn Windows của bạn á, là bị lỗi rồi, do là bạn đang gót á, bạn ngưng nó giữa chừng thì nó bị hư. Bạn hiểu không? Dạ. Đó, cho nên bây giờ là bạn chỉ còn cách là bạn cài lại Windows thôi. Thì bạn cái máy của bạn có ổ đĩa CD mà đúng không? Dạ. Bây giờ dễ nhất á, là bạn chạy ra ngoài tiệm á, bạn mua một cái đĩa cài đặt Windows. Bạn đang xài Windows gì? Windows 7 anh. Bạn chạy ra ngoài tiệm á, bạn mua cái đĩa cài đặt Windows 7 32 hay 64, bạn đang xài bản 32 hay 64? 32 anh. Bạn mua bản 32 bit nhá. Mua cái đĩa này nó chỉ khoảng cỡ cao lắm là 30 ngàn à. Dạ. Bạn mua cái đĩa này về bạn cài được nhiều lần lắm. Cứ hư mình lấy cài, hư lấy cài thôi. Thì bạn chỉ Dạ. có bạn mua cái đĩa này về đi. Rồi nếu như mà bạn 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 làm được á, thì bạn lên trên cái kênh YouTube của mình á, mình có cái video mà hướng dẫn cài đặt Windows bằng đĩa CD á. Bạn lấy bạn coi bạn cài. Còn nếu mà bạn không cài được á, thì bạn cứ có đĩa đi, rồi bạn nhắn tin cho mình hỗ trợ bạn tiếp Dạ, nha. cảm ơn anh. Rồi OK, đi mua đĩa đi nha. Dạ. OK, bye bạn nha. Bạn.